Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây mọi người ơi, thì hôm nay mình sẽ có một thử thách mới nữa. Đó chính là ăn cái này đây, tỏi tây. Mùi ghê quá à. Không biết mình có thực hiện được cái thử thách này không nữa. Nó hôi lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình đã chuẩn bị thêm hai món, đó là cần tây và cà rốt đó. Thì mình hy vọng mình sẽ vượt qua cái thử thách này nha. Mình rất là hồi hộp luôn á đó. Và mình sẽ ăn chung với đây, với loại này nè mọi người đó. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra cái tô. Đổ như đây thôi, nhiều khi mình không ăn được á. Mình sẽ bỏ nó ra một bên luôn. Đó. Hồi hộp quá mọi người ơi. Nó rất là cực kỳ, nó hôi luôn á. Bây giờ mình sẽ chấm thử nha. Cái nước này nó nghe mùi chua chua, giống như là cái đồ mà mayonnaise cái gì. Nó hơi mùi chua chua đó các bạn. Mình hy vọng là mình sẽ ăn được. Ui, mình đang rất là hồi hộp đây. Đó, chị Mari Fan đã ra thêm một cái thử thách này nữa nè. Các bạn đã thử thách ăn cái này nè. Mình hy vọng mình sẽ vượt qua cái thử thách này. Bây giờ mình, đó, mình mời các bạn ngửi thử nha. Đó. Bây giờ mình sẽ cắn ở đây. Hồi hộp quá. Mình rất là hồi hộp. Chắc do mình cắn ít quá cho nên toàn là trúng cái sốt này không à, cho nên chưa có mùi gì hết á. Để mình làm lại nha. Đó. Nó nghe hơi mùi mùi nó hơi ba mùi 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 giống mùi tỏi á. Để mình ngửi coi. Nhưng mà cái sốt này nó chấm rất là ngon luôn. Không biết ăn hết cái lá hay là sao đó, mình cũng không biết nè. Không khó như mình tưởng. Không lẽ mình đã trải qua cái thử thách này dễ dàng như vậy sao? Cái sốt này chấm rất là ngon luôn á. Tuyệt vời. Cái mùi này nè, nó hơi hay hay thôi các bạn ơi, nó không cay gì mấy.
Cái này là lần đầu mình ăn luôn đó các bạn. Mình không biết mùi vị nó như thế nào luôn á. Ủa, cái nhánh này mình sẽ bỏ ra ha, để nấu canh nữa chứ ăn được gì đâu. Mình sẽ chỉ ăn cái đoạn thôi. Bây giờ mình sẽ thử cái củ này luôn. Cái này cũng là một lần đầu mình ăn luôn. Chị Marie ơi, em nghĩ là em sẽ vượt qua cái thử thách này thôi chị ơi. Nhưng mà mình sẽ không ăn hết hai cái này đâu. Tại cái này nó bự quá. Bây giờ mình ăn cái bụng mình nó đang. Mình không thích ăn cái này sống các bạn ơi. Không ngon. Mình mời các bạn một miếng cà rốt nha. À, trời ơi, nó nhiễu. Lần sau ra cái thử thách nào khó hơn một chút nữa nha chị ơi. Thử thách này dễ quá. Tự nhiên mình ăn được nửa cái rồi đó, nó nóng. Kỳ ghê các bạn. Tự nhiên ăn được nửa cái rồi tưởng nó nóng à. Nó hơi hôi. Chết. Ây da, kiểu này chắc mình không vượt qua quá. Lúc mới ăn thì mình thấy nó rất là kiểu ngon á. Không có khó ăn như mọi người nói. Tại mọi người nói cái củ này đó nó rất là khó ăn và hôi. Nhưng mà lúc mình ăn thì nó lại ngon các bạn. Mình không thấy hôi. Tỷ mình ăn được, bây giờ mình ăn được nửa cái rồi đó. Nửa cây á. Thì nó làm cái bụng mình giống như nóng nóng. Trời. Mình nghĩ chắc mình không thể tiếp tục nữa đâu. Mà ăn vẫn ngon mọi người ơi. Kỳ ghê. Để mình thử cắn một miếng cuối cùng nha. Can you go?
go outside play? Can you both? Can I want to take a nap? No. Nói video không được cắt nhưng mình xin lỗi nha. Con mình đã vào rồi cho nên mình phải cắt video. Chứ mình không có... Oh lord, excuse me. Oh my god, sorry các bạn. Oh wow, nó làm mình đầy hơi rồi mọi người ơi. Mình sẽ ăn một miếng này nữa thôi nha. Đó, mình sẽ chấm nó một miếng nữa. Và mình sẽ cạp nó thêm lần nữa. Thật rất là ngon nhất trong đây luôn á. Cái này mình không thích ăn nên mình sẽ không đụng nó. Có nhiều bạn nói là mình đổi cái khăn này đó nhìn rất là kiểu không như được đẹp á, kêu mình quay đầu không thôi. Thì mình nói luôn là bây giờ mình không có tháo cái đầu được nữa. Mình đã kiểu giống như là tu á các bạn. Mình không còn muốn tháo cái đầu không nữa. Cho nên mình quyết định mình sẽ đổi cái khăn luôn các bạn ơi. Mình không có muốn có tội thêm nữa. Và mình cũng đã chơi kiểu giống như là mình một thời mình đã chơi xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình muốn lo cho tương lai sau này hơn, giống như là cho mình không biết nói như sao nữa, nhưng mà mình không có đổi, không có tháo khăn các bạn à. Mình sẽ đổi như vậy đó. Nếu các bạn yêu thích mình thì các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ấy, oh my god, my god. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình trong thời gian vừa qua. Mình sẽ thử thêm một lần nữa. Nói không thử nhưng mà cũng thử thôi. Đây. Mình đã ăn được một nửa. Đó. Cũ hả? Nói ăn nữa mà thôi. Nóng bụng lắm các bạn ơi. Không thể đi tiếp được nữa. Kiểu như muốn ói luôn nè. Bây giờ mình chắc lúc ban đầu ăn thì nó lại ngon. Mình không hiểu vì sao luôn. Em thua chị Marie ơi. Em chỉ ăn được khúc này thôi. Đây. Cởi như đây à. Em không thể nào tiếp tục được nữa. Một phút ăn liều của mình sẽ bắt đầu. Ngay dễ sợ luôn. Mình xin lỗi các bạn nhé. Ăn cái này bị sản rồi. Ngay quá. Thì mình đã thua cái thử thách này rồi mọi người ơi. Cho nên mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu yêu thích thì hãy bấm like và bấm đăng ký. Và chia sẻ video để nhiều bạn biết đến kênh của mình hơn nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.